biết phải nho không, mà đây là cây nho. Chụp ha. Rồi, ngon lành. Ngon lành cành đào. Đây là cái hàng rào nó trồng nho. Còn non mà, còn non mà. Anh đứng cho tha cho anh chụp cái là anh đầu kia, anh chụp lấy góc táo rồi lấy lên cái vườn nho nè. Được rồi, đứng nó thấy hết rồi. Chào cái bom. Lê. Đây nè. Bom mà lê. Bom mà lê gì? Anh cãi mà. Đó, trái bom. Cây đó nhìn cây biết rồi. Anh ăn mày kia này. Mất anh đâu mà mất em. Em thấy giờ trái. Đau quá làm sao. Lê. Này cánh phủ nó trồng. Phủ nó trồng. Nên kéo xuống cho bà hai. Trái bom em cắn cái em biết là trái bom. Nữa. Trái bom hay trái lê? Trái bom. Lại cái. Cái này trái lê. Cái mãi quả lê như này, đây là cái lê. Mà cứ cãi quả bom mà bom nè. Nhìn cái lê là khác này, cái lá nó khác. Bom á là lá nó thường, còn cái lê là lá nó lá. Ok. Đó, cái gốc lê nó thấy chưa? Đầu kia có một cây táo, ăn một cây ấy nữa. Chắc gầm mấy chứ. Một. Liên.
giữa tháng nữa quay lại, giữa tháng nữa ghé lại. Bây giờ một hàng nó ăn đầy lê kìa, táo kìa, bông, có trồng nhiều hả? Ừ. Chắc có người trồng.